Tôi thấy cái điều đó thì nó có cái gì đó nó sai sai. À, tại vì nói là cái đệ tý này hơn ngài Minh Tuệ nữa. Tại vì sao mà không nên so sánh ngài Minh Tuệ và đệ tý và đức thầy? Nói là đệ tý là đức thầy, tôi trở lại là tôi phản đối. Tôi không đồng ý điều đó. Và cái thứ hai nữa, đem sánh nó là hơn ngài Minh Tuệ. Theo tôi biết đó nha, là tại vì mấy anh em YouTube á, nói thì động chạm, thấy là người ta sùng bái ngài Minh Tuệ quá, người ta tôn trọng quá, thì muốn là xây dựng một cái hình ảnh nào đó. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. À, chào tỷ Mai, hôm nay cũng có hữu duyên lại đạo tràng Mai Hoa Sen đây, nhờ chị Mai chia sẻ đôi lời Phật pháp. Chị Mai ơi, theo em biết là chị Mai cũng là một người tu theo Phật giáo Hòa Hảo, chắc chị cũng hiểu biết về giáo lý của thầy. Xin chị chia sẻ đôi lời Phật pháp cho bà con cùng nghe ạ. Được không chị? Dạ được. Dạ. Vậy theo chị, ngài Minh Tuệ tu hành có điều gì đúng với lại lời dạy của thầy không vậy chị? Có em. Dạ. Và Và em chị muốn có biết thể chia là sẻ đúng như ạ? thế nào đúng không? Em Dạ. muốn muốn biết là cái sự hành của ngài Minh Tuệ và giáo lý thầy nó đúng như thế nào đúng không? Dạ. Rồi, vậy thì xin phép là chị sẽ lần lượt chia sẻ để cho em và huynh đệ cộng đồng đều nghe. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lễ kính đức thầy. Kính thưa toàn thể quý ông bà cô bác và chư huynh đệ gần xa, trong nước và nước, và trên cộng đồng Facebook và cộng đồng YouTube thân mến, thì hôm nay cũng có duyên lành vào ngày 24 tháng 6 niên Giáp Thìn, cũng có huynh đệ YouTuber trở về đây để cùng muốn Mai Hoa Sen chia sẻ về đạo pháp và cũng nói về sư Minh Tuệ và sở hành của ngài có gì đúng với lời dạy của đức thầy chúng tôi bên đạo Phật giáo Hòa Hảo hay không, và cái sự hành chân chánh đó của ngài Minh Tuệ như thế nào. Vậy thì Mai Hoa Sen cũng xin mạo muội chia sẻ đôi lời. Thì trong khi Mai Hoa Sen chia sẻ, trong cái sự hiểu biết của Mai Hoa Sen thì còn rất nhiều điều kém khuyết. Nếu có điều chi sơ sức, ngưỡng mong toàn thể quý ông bà cô bác và chư huynh đệ gần xa trong nước ngoài nước cũng niệm tình hoan hỷ bỏ lỗi cho Mai Hoa Sen. Mai Hoa Sen xin cúi đầu ghi nhận. Và Mai Hoa Sen cũng nói theo cái nghĩ của mình thôi. Nếu huynh đệ nào đồng ý những gì Mai Hoa Sen nói là chân lý, là chánh pháp, thì chúng ta đồng tu, đồng tiến, đồng hộ pháp cho nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Thì trước tiên thì em hỏi chị là sư Minh Tuệ, những gì sư Minh Tuệ hành nó có liên quan với giáo lý thầy không đúng không? Dạ, thì chị xin trình bày nhé. Dạ. Kính thưa quý vị, Mai cũng có đi theo đạo nhiều năm và từng gần gũi các chú giảng viên, gọi là giảng viên bên đạo Phật giáo Hòa Hảo đó, thuyết trình về giáo lý đó, và có nghiên cứu về đạo thầy, về giáo lý thầy đó. Thì chị cũng may duyên phước duyên thầy hàng ngày là đi dẫn đoàn đi đám giỗ đám làm tuần, thì luôn luôn được nghe thuyết đạo, Dạ. là đã hiểu được. Và riêng bản thân chị Mai về nhà cũng có nghiên cứu, chứ nói chứng đắc thì không có dám nghe em, Dạ, không không dám, để không thôi cộng đồng người ta sẽ bắt lỗi nó sao chị em mình tự tô vẽ lên ra cho nó cố vô, rồi người ta la mắng thì cũng xin tội nghiệp cho chị Mai. vậy. Nhưng thôi mình né câu Dạ đó đi dạ em, rồi rồi chứ chị hiểu mà, đắc là được chứ không có gì hết, dạ nhưng dạ mà người ta bắt lỗi à. dạ là dạ 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 đúng y gan vậy dạ đó. dạ thôi mình hạ mình nhận lỗi mặc dầu đã không đi cưng. Dạ dạ rồi Rồi đúng rồi chị xin thưa nha. Trước tiên thì hôm trước á, em có hỏi chị về cái câu giảng giáo lý thầy về đó là cái câu giảng mà em có thể gợi lại cho chị là cái câu diễn căn tiền phải không? nhà luồng thanh điển nhóm anh như chớp chuyển căn tiền nhất lớp người xưa Rồi dừng đi dạ cưng. Thì cái câu mà luồng thanh điển thoáng qua như chớp, chuyển căn tiền nhắc lớp người xưa, Phật tiên dặn chuyển lọc lừa, kiếm con hữu phước mà đưa dắt về. Thì chị xin thưa cái mục này thì rất có nhiều người nhầm lẫn là cái luồng thanh điển. Thì hôm nay chị sẽ trình bày, bữa hỏi em hỏi thì chị chỉ nói là ngày Minh Tuệ không có liên quan cái chỗ đó, chứ chị không có giải ra câu giảng này. Thì hôm nay mạo muội xin giải theo cái ý hiện, cái sự hiểu của chị thôi nha. Dạ. Dạ, tại vì ngài Minh Tuệ có cái giống nhưng có cái không giống, nên mình phải biết phân ra cho nó rõ ràng nha cưng. Dạ. Thì trước tiên thì chị giải cái câu giảng luồng thanh điển của đức thầy. Cái luồng thanh điển thoáng qua như chớp có nghĩa gì?
có nghĩa là đức thầy tôn kính của chị là một vị của Phật Lâm Phàm đã lãnh năm sắc lệnh từ Tây Thiêu Phương, Đức Phật A Di Đà, Đức Lục à, Đức á là Phật Phật Tổ, rồi á là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Quan Thế Âm để trở về để giáo hóa chúng sanh. Thì trong cái ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão đó, ta đã quá hiện ra đời để cứu độ chúng sanh. Thì trong khi mà ngài đức thầy của chúng tôi á, ra đời mở đạo á, thì có Cáo Hoàng Thiên là lập cái bàn hương án đó quý vị. Thì Cáo Hoàng Thiên để là trình với ơn trên là hôm nay đúng ngày giờ để thầy ra sắc lệnh để giáo hóa chúng sanh. Chính vì thế mà khi thầy Cáo Hoàng Thiên á, thì trong lúc cái nguyện á, có cảm thì có ứng đó quý vị. Thì cái luồng thanh điển đó của năm cái sắc lệnh ở các vị Phật và các Ngọc Hoàng đó mới là điển xuống để cho phép đức thầy nói chuyện. Đó là cái nghĩa của cái luồng thanh điển. Chứ có nhiều người hiểu nhầm, mượn cái lời nói đó và tiếng nói đó rồi nhập xác nghe, nhập xác rồi xưng nghe. Xưng nói là Phật nhập, thầy nhập, điển nhập, không có có, không có ông Phật ông thầy nào đi nhập xác quý vị à. Tôi xin thưa sự thật đó, không tin thì nghiên cứu kinh Phật, giáo lý Phật lại đi nha. Còn chuyển căn tiền có nghĩa làm sao? Là đức thầy tôn kính tôi đã chuyển kiếp trở lại, vì đức thầy tôn kính của tôi là một vị Phật cổ Lâm Phàm mà, thấy không? Tây phương cục cực lạc khùng ngồi tòa sen, đức thầy tôi từ Tây phương nhưng không hé lộ ra, ta ra đời xưng hiệu khùng điên nha quý vị. À, và đức thầy tôi cũng có nói ta tôi khùng mà chẳng có cơn. Cái khùng đó của thầy tôi là sai lê mê đất mất tối ngày, sai đạo pháp, sai mà hương khói. Thì thầy tôi đi đi khắp nơi để giáo hóa chúng sanh bằng cách giáo pháp, rồi người ta cho là thầy tôi khùng, người ta không tin. Rồi vì vậy quý vị hiểu lầm, tưởng là nhập xác là gọi chuyển kiếp hoặc là điển, không phải. Tôi xin thưa không đúng, hoàn toàn là không đúng. Nếu không tin thì nghiên cứu kinh Phật kỹ một chút đi nha. Còn cái phần nhập xác ông lên bà xuống gì đó tôi không dám động vô và tôi không dám bài bác, nhưng mà không phải Phật và không phải thầy nha quý vị. Tôi xin thưa cái mục này. Và cái thứ hai, khi đức thầy tôi trở về xưng hiệu khùng điên là gì? Đó là đức thầy tôi khiêm cung, khiêm cung hạ mình sát đất nha quý vị. Nên không có muốn xưng danh xưng tánh những người Phật, những người thánh, những người tiên á, không có ai xưng hết trơn á. Không có xưng người ta là ai. Quý vị biết được người ta thì quý vị tôn trọng, còn quý vị không biết thì thôi. Giống như bây giờ nè, rất nhiều người cũng đâu có tin thầy tôi đâu. À, không tin thầy tôi, nhưng mà điều đó là thường thôi. Mà những khi không tin còn xúc phạm nữa. Đó, nhưng mà người ta đâu có theo thầy tôi đâu, mà người ta biết thầy tôi là Phật. Nhưng chúng tôi đã theo thầy nên chúng tôi biết thầy là Phật. À, Phật thật sự, còn ai không tin thì có quyền, không có nói được. Và dựa vào cái câu giảng của thầy tôi nói là khùng điên đó, cho nên giờ thấy ai lạ lạ là nói thầy tôi. Mà nhất là giờ tôi có xem qua thôi, đó là tình cờ chứ tôi cũng không có quản cái chuyện của cộng đồng gì hay là để tâm gì đâu quý vị. Nhưng mà tình cờ, tại vì tôi hay coi cái nói pháp lắm, thì tình cờ mình lượt mình xem nói pháp đó quý vị, thì tôi thấy được, tôi bắt gặp được cái hình ảnh của cái đệ tí nào đó. Đệ tí là xuất hiện ở trên núi An Giang gì đó, tôi không rành. Tại vì tôi chỉ coi sơ qua vài phút thôi là tôi biết sai rồi, là tôi không coi nữa, tôi không có xem. Thì tôi xin thưa với huynh đệ YouTuber, tôi muốn nói tên của những cái kênh đó nha, tại vì nói kênh nó đụng chạm lắm huynh đệ ơi. Tôi xin thưa quý vị có quyền tôn kính cái đệ tí đó, tôn kính và sùng bái, tôi không ý kiến nha. Nhưng đừng bao giờ đem câu giảng thầy tôi ghép chung vô với đệ tí, là cái thứ nhất. Và đừng bao giờ nhận định cái đệ tí đó là đức thầy của tôi. Và quý vị căn cứ vào đâu mà quý vị khẳng định là đệ tí là đức thầy? Ngày xưa đức thầy tôi xưng cái hiệu khùng, nhưng mà đức thầy tôi có khùng đâu, nói ra thì đụng chạm. Và hành vi của đức thầy tôi và cái đệ tí này nó có trùng nhau cái chỗ nào đâu mà nhận xét như vậy? Và tôi cũng thấy được vài cái comment cho đó là đức thầy tôi trở lại. Tôi xin thưa nếu cái người comment đó không phải là tín đồ Phật giáo hòa hảo thì không có sao, tại vì cái người ta chưa theo đạo thì nghe nói giống giống thì người ta cho là vậy thì không sao. Nhưng nếu thật sự là Phật giáo hòa hảo mà chưa nghiên cứu kỹ, tại vì trong đạo hòa hảo cũng có người nghiên cứu giáo lý thầy nhưng có người không có nha quý vị, đó thì thấy ai mà giống giống là vì quá tôn trọng thầy cho nên nhận định ai cũng là thầy. Mà cái tôn trọng này là sai, là coi chừng mình không phải tôn trọng mà mình đang hạ thấp thầy mình đó. Tại vì ai cũng cho là thầy, thầy đầy đường hết trơn, không. Tôi xin thưa nếu cái người comment đó
là đạo Phật giáo Hòa Hảo mà nói cái đệ tí đó là thầy thì sám hối đi, sám hối với thầy đi. Là có nghĩa là khi thầy đi giải đạo á, người ta tin thầy cũng được mà không tin thầy cũng được. Thầy mới nói là kêu thằng hay gọi bằng ông cũng không có muốn ai hồng tôn tì nha. Hoặc là người ta mắng chữ thầy á, người ta mắng chữ thầy là người quỷ ma, thì thầy trả lời là quỷ này quỷ của Phật bà, sai xuống để mà cứu dân nha. Hoặc là người ta chà đạp thầy đủ thứ, khinh khi thầy, nói là nhỏ tuổi rồi không xứng đáng làm Phật đồ, thì thầy nói tu không tu cũng không mời thỉnh, mặc tình ai trọng kính hay khen. Và cái khùng của thầy tôi là gì? Không danh không lợi không gì hết. Và tại sao thầy tôi xưng khùng? Vì ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, cũng có người cho là Đức Thích Ca Mâu Ni là khùng đó. Tại vì nó là bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ đẹp con ngoan, bỏ triều đình rồi là khùng. Nghe quý vị. Thì bây giờ thầy tôi cũng là ẩn sắc phàm nhìn Đại Thích Ca mà, cho nên thầy tôi cũng xưng như vậy. Tại vì người đời á, người ta nghĩ rằng cái người mà không có một thứ gì hết là khùng đó. Giống như giờ ngày Minh Tệ không có gì trơn, cũng có người nói ngày Minh Tệ khùng đúng quý vị đó. Nhưng mà cái khùng của người ta là khùng Phật, khùng thầy. Chính vì vậy mà thầy tôi không có xưng Phật, không có xưng, không xưng gì hết á, mà làm cái phận sự là giáo hóa chúng sanh. Nếu ai có duyên thì tu theo giáo lý thầy, thì thầy tôi chỉ chỗ nào. Thầy tôi nói á, là nhiều tiền kiếp giúp ta nương cậy tu hành, chính vậy là mà có duyên với thầy. Rồi thầy nói chỗ nào nữa, duyên lành mới gõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước mà thiện duyên hữu phần. Còn ngài Thanh Sĩ thì chỉ chỗ nào quý vị? Không duyên thì là lành khó ngộ. Cho nên ai có duyên với đức thầy là đức quỳnh giáo chủ của chúng tôi thì mới tin ngài là Phật. Còn không thì tôi cũng xin thưa, sẵn nói thì tôi nói luôn, tại vì liên quan tới thầy tôi. Thường thường á là tôi cũng không có tranh luận gì đâu, khi coi á là tôi không có bình luận, nhưng mà sẵn nhân viên các em đến đây để hỏi tôi thì tôi mượn cái duyên này mà tôi chia sẻ luôn để cho huynh đệ cộng đồng được biết. Có một người comment trong cái clip trước mà tôi các em quay lên đó, bảo rằng tôi nói thầy tôi trở lại mà sao không biết là thầy tôi đã trở về nhập sắc cái bà Hải Âu Thiên Sứ nào đó. Tôi xin thưa, cái bà Hải Âu Thiên Sứ này tôi đã nghe từ lâu rồi mà tôi không có quan tâm tới nha. Hoàn toàn tôi không có quan tâm tới. Là tại sao tôi không quan tâm tới? Thôi người ta nói sai, người ta xưng thì có một ngày người ta xẹp. Còn ai có duyên với cái bà đó thì cứ theo bà đó, không có liên quan gì tới tôi. Và tôi xin nhắc nhở với anh em huynh đệ, nếu có trọng thầy tôi thì hãy tìm hiểu cho kỹ. Đừng ai xưng là thầy tôi thì cũng theo hết. Thì đó là quý vị không có được duyên với thầy thôi, chứ cũng không có cái gì. Nghe quý vị, không có gì để đáng nói. Nhưng mà riêng bản thân tôi đừng bao giờ đưa những vị đó mà nói là thầy tôi, là thay thế. Vì thầy tôi là ông Phật, không có nhập xác một cái vị đàn bà nào hết đó quý vị ạ. Không. Và cũng trong những câu giảng đức thầy tôi chưa bao giờ tiên tri là sẽ nhập xác một người nào. Và nãy tôi có nói đó, ẩn xác phàm là chuyển thế xuống đó quý vị. Tại vì Phật, cổ Phật lâm phàm từ Tây Phương xuống đây, đầu thai xuống xác trần, là đầu thai con của là đức ông đức bà. Đó, thì cái phần đó là tôi không có chi tiết ra, tại vì chi tiết ra nó sẽ dài dòng và mất thời gian lắm. Tôi còn chừa thời gian để tôi nói về ngày Minh Tệ. Nhưng ai có tu hành thì tìm hiểu về Phật giáo Hòa Hảo đi sẽ rõ. Có nghĩa chuyển kiếp là đi đầu thai, chuyển thế trở lại đó, chứ không phải là đi nhập xác. Nghe quý vị nên hãy rõ cái chỗ điển và cái chỗ chuyển thế đó. Chừng đừng hiểu lầm rồi cái người này 3 ngày người ta xưng, 4 ngày người ta xưng, rồi tin theo rồi chạy có cờ đi kiếm thầy. Quý vị ơi, nếu quý vị có tấm lòng kính trọng thầy tôi rất cảm ơn, và muốn theo thầy tôi và muốn tìm thầy tôi ở nhà tu hành theo giáo lý của thầy. Mà người cái bước đầu tiên tu là tu cái quyển nào trước? Cái quyển Tôn Chỉ Hành Đạo. Tại vì tất cả một cái giáo chủ nào cũng đều có cái tôn chỉ để hành đạo nghe quý vị. Vì vậy là muốn theo thầy thì về coi lại cái cuốn Tôn Chỉ Hành Đạo và hành theo những cái giới mà đức thầy tôi đã chỉ đi nha. Rồi tự nhiên sẽ gặp được đức thầy tôi thôi. Thầy tôi có hứa không? Có. Tuy là hữu ảnh vô hình, chứ dân lòng tưởng thì chân trình đáo lai. Thì Phật tìm mình được, chứ mình không có tìm Phật được đâu nha quý vị. Nếu mình đủ duyên ở nhà tu tập, nhất định Phật sẽ chứng. Chứ đừng có chạy theo mà gặp ông này linh, ông kia giỏi, ông này xưng, bà kia xưng thì nói thầy tôi. Thì tôi xin thưa điều đó không đúng. Dạ, sẵn đây thì tỷ có thể chỉ ra một vài điểm vắn tắt thôi, là đức thầy mình nó là sáng suốt ở cái mức độ nào
nếu người ta thuần điên thì cái mức độ của họ là không có sáng suốt, còn nếu mà thuần điên giả, thuần điên để mà cứu độ đời đó, thì nó phải có mức độ sáng suốt. Cái cổ kìm thấy như thế nào đó tỷ, chị Mai? Thì bây giờ chị nói thật với em nha, cái này là thầy của chị xưng thôi chứ không phải là ông khùng. Có nghĩa ông xưng để lúc đó là ông qua mắt của người pháp thuật nha cưng. Dạ dạ. Và một là ổng là một cái gì là gọi là khiêm cung. Dạ. Cúi đầu. Tại ngày xưa chư tổ cũng vậy á, là một cái vị tổ mà còn phải cúi đầu trước đại chúng. Hoặc giả là bước ra đường ăn nói thật thà đó, dầu khô khéo cũng là giả dạy đó. Cho nên những vị Phật, những vị thánh người ta không có xưng người ta là ai hết em à, không xưng. Chứ thầy chị không hề khùng. Còn nếu em hỏi gì giáo lý của thầy chị á, nó siêu việt như thế nào, hoặc là thầy chị có cái công năng ra sao, thì hãy về nghiên cứu giáo lý thầy. Chứ một lời không nói hết được. Tại vì giáo lý thầy chị không đơn giản nằm một chỗ nghe em. Không đơn giản nằm một chỗ. Mà em trình độ cao em sẽ hiểu cao, em trình độ thấp em sẽ hiểu thấp. Và em không có trình độ thì em coi đó là tầm thường, giống như em đọc một cái cuốn sách, cái cuốn vở gì thôi nha. Vì em đâu có hiểu ra được đâu, là em không có gì. Cho nên chị không nói được cái sự cao quý của thầy chị nó đến tột cùng như thế nào nha. Người nào có duyên thì hiểu theo cái điều đó. Duyên sâu hiểu sâu, duyên cạn hiểu cạn. Còn riêng chị thì chị đã hiểu được thầy chị là Phật thật sự, có đầy đủ tất cả những điều mà kinh luật đã dạy đó. Cho nên là chị đọc cuốn giáo lý của thầy chị thì chị kính thầy chị là Phật, và toàn thể anh em bổn đạo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo kính thầy là Phật. Nếu ai đó có nghiên cứu giáo lý thầy, đó là lời đáp trả của chị Mai với em Thái đó. Rồi thôi xin tạm dừng vấn đề thầy, thì chị xin trở lại về vấn đề của ngài Minh Tuệ. Thì ngài Minh Tuệ á, tại sao chị Mai dùng cái từ là chị Mai kính ngài? Chị Mai kính ngài thật sự em ơi, là tại vì ngài làm rất là đúng, rất là đúng theo những gì mà bên đây mà chị nghiên cứu bên giáo lý thầy mà thầy chị dạy đó quý vị. Thì thầy chị dạy cái gì, thầy chị cũng có thường nói là rút trong các lực các kinh, rút trong các lực các kinh nha quý vị. Thì đức thầy dùng cái từ rút trong các lực các kinh, có người không hiểu, nhất là bên thiền sư á, có hay lên diễn đàn thuyết pháp á, bài bác thầy tôi nói rằng á, là thầy tôi là đi mượn cái lời văn của bên Phật, là một vị thấp kém. Tôi xin thưa với các vị thiền sư đã từng nói câu nói đó, tôi xin thưa nha, quý vị nghĩ như vậy là sai rồi, là sai thật rồi. Tại vì mỗi một vị Phật cổ lâm phàm á, xuống thế người ta có một cái cách dạy đạo riêng, người ta có cái cách dạy đạo riêng. Và thầy tôi cũng vậy, thầy cũng vậy. Mà tại sao thầy tôi dùng cái từ rút trong các lực các kinh ra, là rút cái gì? Rút trong những cái giới điều và giới lực để dạy cho chúng sanh. Và đức thầy tôi là Phật, đức thầy tôi hiểu được là căn cơ trình độ chúng sanh hiện nay nên hành cái pháp nào cho nó phù hợp. Nghe quý vị, chính vì vậy mà thầy tôi dùng cái từ rút trong các lực các kinh ra, chứ không phải là rút là mượn cái gì hết, mà là kinh Phật và giáo pháp nó đều chỉ có một mà thôi, và giới lực giới điều để đưa chúng ta đến con đường bất sanh bất diệt và giải thoát là nó chỉ có một. Nhưng mà cái người tu tự chứng và cái người tu tha lực và cái người xuất gia và cái người tại gia nó có khác. Thì thầy tôi có chỉ không? Có chỉ trong quyển 6, trong những hạng người xuất gia và tại gia như thế nào. Tôi không có thời gian để chi tiết, nhưng huynh đệ nào có thời gian thì về nghiên cứu giáo lý của thầy tôi sẽ rõ. Vì vậy mà thầy tôi rút trong các lực các kinh ra để thầy tôi dạy cho tín đồ, chứ không phải là thầy tôi là đi mượn văn tự gì hết. Nhưng mà cái lực của nhà Phật thì muôn đời vẫn tồn tại nha quý vị, vẫn tồn tại. Và cái thứ hai nữa là tại sao mà tôi kính trọng ngài Minh Tuệ, thì tại vì ngài Minh Tuệ hành trong cái giáo điều của Phật dạy nha. Riêng bản thân tôi có nghe về bên nói 13 hạnh đầu đà, nhưng mà tôi chỉ nghe trên mạng nói thôi. Mà nếu tôi thực lại thì giống như là tôi đạo nhái, tôi không chịu nha quý vị. Vì tôi chưa từng xem qua 13 hạnh đầu đà và tôi chưa từng nghiên cứu, nên tôi không dám đem cái đó ra để bình. Nhưng tôi đã có nghe trên mạng rất nhiều, mà tôi nói lại là tôi đạo nhái, tôi không chịu. Tôi chỉ nói sự hiểu biết của tôi. Thì tôi hiểu biết là gì, là ngài Minh Tuệ là người giữ giới, giữ giới của Phật dạy nha quý vị. Thì đức thầy tôi cũng đã rút trong các lực các kinh ra để dạy cho tín đồ bên đây giữ giới, phải không? Và sự tu tập, thì tôi thấy được một điều này, ngài Minh Tuệ tu cái gì thì đức thầy tôi dạy này quý vị à,
Đức thầy tôi dạy là gắng tìm cái không mà có. Thì tôi thấy là ngài Minh Tệ đã làm được cái không đó rồi nghe quý vị. Quý anh em quý đệ hiện tại ngồi trước mặt tôi nè, có thấy là ngài Minh Tệ là đã hành cái không tuyệt đối không? Có không, trả lời giùm tôi đi. Dạ, rồi tôi nói tiếp. Dạ, có không? Hành cái không chứ. Trả lời đi em gái, có không em, nói lớn lên cho cậu. Dạ, dạ có chị. Đấy, rồi chị sẽ nói tiếp. Thì chính chị cũng thấy như vậy, ngài hành một cái không tuyệt đối. Thấy không? À, không danh, không lợi, không tình, không tiền, không tài, không nhà, không cửa, không vật chất, cái gì cũng không. Gọi là tứ đại vay không. Có phải là giữ giới bên lời Phật dạy không? Bên đây thầy tôi cũng dạy không à. Vậy tôi, thầy tôi dạy là tìm cái không mà có. Nhưng mà cái hạnh của ngài Minh Tệ á, là theo cái dấu chân của Đức Phật ngày xưa, là gọi là 13 hạnh đầu đài gì đó, nên ngài phải ra ngoài để hành cái không. Còn đức thầy của tôi bên đây cũng dạy cái không cho tín đồ rồi nha, chứ không phải không có dạy cái không đâu. Mặc dầu tu tại gia nhưng mà thầy cũng dạy cái không đó, để cho mình không tham đắm. Mặc dầu mình là cư sĩ tại gia, học Phật tu nhân, nhưng mà thầy dạy mình lúc nào cũng vừa đủ hết á, vừa no đủ ấm đeo bồng mà chi đó. Hoặc giả là chữ bằng tiện khuyên dân đừng nại, miễn cho ta trở lại ngay đàn, chữ vinh hoa giật có chớ có màng bởi giả tạm của đời muôn hạ đó. Hoặc giả là đức thầy tôi dạy đó, tất cả chúng ta nếu đã tu hành thì không nên liếng cõi trần này, thì tất cả là cõi trần là tạm giả. Vì vậy là bên đây cũng dạy cái không, nhưng mà cái không của người cư sĩ tại gia. Cho nên những ai huynh đệ mà có tiền thì đức thầy tôi kêu gọi nè, hãy giúp cho kẻ đói mới nhằn, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Đó là dạy cho cái không đó, dạy xả ra, xả ra giúp đời của người. Lúc nào thầy cũng dạy cái không ở bên Phật giáo Hòa Hảo nghe quý vị. Cho nên rất nhiều chú bác trong đạo Phật giáo đã hành cái không rồi, tại quý vị không thấy thôi à, không thấy thôi. Nhưng mà cái không của tại gia người ta nên quý vị không thấy được. Và cái không nào nữa, người ta buông xả cái tâm nghe quý vị à, mà đức thầy chỉ chỗ nào cư trần bất nhiễm là người thánh. Không nhiễm là không tham đắm ở đây chứ gì, đúng không? Quý vị không nhiễm không đắm là quý vị không đó. Thành ra tôi thấy cái ngày Minh Tệ này hành không còn tuyệt vời hơn là bên đạo thầy của tôi. Có nghĩa là tín đồ á, chứ thầy tôi thì dạy không, không đắt nhiều cái không lắm. Nhưng mà tôi chỉ đại để dạy dạy cái ý cho huynh đệ nghe thôi. Thì ngày Minh Đệ đã hành giới lực quá tuyệt vời rồi. Và cái thứ hai nữa, thầy tôi dạy cái gì? Là chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật, đúng không? Thì ngày Minh Tệ có tịnh tam nghiệp không quý vị? Có đó, theo bản thân tôi nhìn nhận là có đó. Thân, khẩu, ý, ngày Minh Tệ lúc nào cũng giữ gìn một cách tuyệt đối. Nghe quý vị, thân ngài không đạo tặc, không trộm cắp, không tà dâm. Phải không? Ngài đâu có đâu. Còn cái khẩu của ngài á là không lưỡng thiệt, không ỷ ngôn, không ác khẩu. Lúc nào ngài Minh Tệ cũng dùng ái ngữ nha quý vị. Quý vị có để ý không? Mấy anh em trước mặt tôi có thấy điều đó không? Có không, trả lời giùm mình đi, có không? Dạ, cái ái ngữ hả tỷ? Ái ngữ có nghĩa là không có dùng những chữ ác khẩu. À, có chứ. Ừ, đó. Thành ra đó là gì? Cũng đúng như lời thầy tôi dạy rồi, là đó là giữ cái khẩu. Còn ý, ý nghiệp, đức thầy tôi chỉ cái ý nghiệp, ngài Minh Tệ cũng hành luôn, hành bên kia hết luôn. Cái ý của ngài chưa bao giờ ngài nghĩ ai là có lỗi, ai là sai. Mà luôn luôn lúc nào ngài cũng cầu chúc cho mọi người vui vẻ hạnh phúc. Dầu ai có làm sai hay làm đúng, ngài cũng chưa bao giờ nói ai đúng ai sai. Lúc nào ngài cũng giữ cho tư tưởng thanh cao. Lúc nào ngài cũng giữ cho tư tưởng của ngài thanh cao, vô cùng thanh cao. Cho nên tôi thấy rằng bên đây thầy tôi dạy là chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Thì ngài Minh Tệ bển là giữ hết trơn luôn quý vị. Vậy tại sao ngài Minh Tệ giữ được? Và ngài Minh Tệ đang học cái hạnh Phật mà. Học hạnh Phật đã được thành Phật. Và trong một cái clip tình cờ tôi cũng thấy nha, tôi thấy ngài Minh Tệ có nói rõ là, nói là mọi người không tin có A Di Đà Phật, con xin phát nguyện tu để thành A Di Đà Phật, để cho mọi người thấy. Quý vị có nghe cái clip đó không? Có. À, thì tôi sẽ chỉ cái ý thành A Di Đà Phật cho mọi người nghe nè. Có đôi khi mọi người nhầm lẫn, nói ở cõi Tây Phương Cực Lạc có giáo chủ A Di Đà, mà sao bây giờ ông Minh Tệ ông nói gì nữa? Tại vì có nhiều cái ý trái chiều, có người thì tin ngài Minh Tệ là nghe nói gì rất là mừng rỡ, hoan hỷ, nhưng có người cũng bác nha. Nhưng riêng tôi hiểu được cái cách ngài Minh Tệ nói như vậy là gì? Là ngài là Phật, ngài về cõi Tây Phương Cực Lạc, ngài thì ngài cũng ngang bằng với Đức Phật,
Tại vì cái cõi Phật là không đẳng cấp nha huynh đệ. Thì nghe phát nguyện tu thành chánh đẳng chánh giác đó, nghe không? Chánh đẳng chánh giác là thành Phật. Mà trước khi mình niệm một danh hiệu ai thì cũng cũng là có chữ Nam Mô ở trong đó. Mà Nam Mô là gì? Là kính lễ. Đó. Rồi, cho nên ngài, cái ý của ngài là nguyện thành A Di Đà Phật. Tên gọi A Di Đà Phật luôn, ngài có nói từ cái cửa miệng ngài như vậy, là ngài sẽ thành Phật và ngài sẽ có một cái cảnh giới của Phật, cho nên ngài mới nói câu nói đó. Thì ngài muốn về có Phật thì ngài đã lập thân cõi trần đó, và ngài cũng đã là tịnh được tam nghiệp mà ngài tu bình ra đó, rồi ngài cũng đã lập thân cõi trần luôn nha quý vị. Và đức thầy tôi bên đây cũng có chỉ, muốn về cõi Phật phải lập thân cõi trần. Thì trước tiên đồng đạo Phật giáo hòa hảo của tôi, tại sao mà đi dầm mưa giải nắng, đi làm đủ thứ cái công việc hết, là chúng tôi đang lập thân cõi trần để chúng tôi về cõi Phật. Và ngài Minh Tuệ thì ngài không phải là cư sĩ tại gia, nên việc làm của ngài nó khác và cái chí nguyện của ngài nó khác, và ngài tu bên mừng ba hạnh đầu đài gì đó, cho nên ngài không đi làm những cái công việc như đồng đạo bên đây, nhưng mà ngài đi ở ngoài, ngài cũng đang đi để ngài tập cái gì, tập cái nhẫn nhục, tập cái buông xả, tập tất cả đó. Thì quý vị đã thấy cái vấn đề mà ngài ngủ ngoài nghĩa địa hoặc ăn một bữa đó, hoặc là không nhận tiền nữa, ai cũng thấy ha, mình chỉ nói phớt qua thôi chứ không có đẩy nhiều đi. Thì cái đó là cái gì? Ngài đang lập thân đó quý vị à, ngài lập thân cõi trần đó, ngài lập thân đó, ngài muốn thành Phật, ngài muốn về cõi Phật, nên ngài phải lập thân cõi trần nghe quý vị. Vì vậy là tôi thấy quá tuyệt vời, câu giảng bên thầy rất là nhiều mà ngài Minh Tuệ đã hành được hết, vì vậy mà tôi kính trọng. Rồi hơn nữa là tôi nói thật á, nếu mà nói gì ngài Minh Tuệ thì không có bao giờ ngớt lời được, và những gì ngài đã hành, mà nhất là đức thầy tôi chỉ cái chỗ nào nữa. Bây giờ bất luận người nào không dùng của thế, sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo gõ lòng, mới là chân chánh, mới hồng vinh giang. Thì ngài Minh Tuệ không có ham của thế luôn quý vị, cũng không mến sắc màu luôn nghe quý vị, không có ham gì hết, không có mến gì hết đó. Ngài đâu có màng đâu, nếu ngài màng thì người ta cho ngài biết bao nhiêu cái đồ quý giá, đúng không quý vị? Quý vị có công nhận với tôi điều này không? Công nhận không? Có rồi à, mà ta muốn tặng cho sư Minh Tuệ một cái bát vàng mà ngài không ngại. Bát vàng nói gì, có clip là người ta tặng cả cái chùa chiền cho ngài luôn. Dạ. Xây cho ngài luôn, và bao nhiêu ngài cần cái gì ngài nói con không cần gì hết, chỉ cần cho chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc. Đó. Thì quý vị thấy là ngài Minh Tuệ giống như là thầy tôi dạy bên đây không? Không dùng của thế mà sắc màu cũng không. Thì bây giờ á, ông Phật Lâm Phàm của tôi bên đây dạy giới quá quá tuyệt vời, mà bên đây á Phật giáo hòa hảo chúng tôi cũng đang hành, cũng đang hành, nhưng mà người được người chưa được nghe quý vị, chứ chưa hoàn toàn. Còn ngài Minh Tuệ bên đây tôi thấy là hoàn toàn được hết trơn rồi đó, được hết. Và rất nhiều điều như clip trước tôi có nói về 8 điều đang cấm đó quý vị, không? Bây giờ tôi không nói nhiều về 8 điều đang cấm nữa, mà tôi cũng sẽ chi tiết lại một tí nữa cặn kẽ hơn, vì bữa hôm tôi nói nhiều đó nên tôi nói lẹ. Bây giờ tôi sẽ lược lại, vì 8 điều cấm nói rồi mình không nói lại nữa nha quý vị. Nhưng mà trong cái điều thứ ba, phải không? Đó, đừng lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ xua phụng kẻ giàu sang mà phụ người nghèo khó. Ngài Minh Tuệ đâu có màng đâu, phải không? Ngài Minh Tuệ đâu có màng giàu hay nghèo ở đây đâu. Và ngài cũng không có xung phụng ai hết. Thì đối với ngài Minh Tuệ thì rất là tuyệt vời, đối với bản thân tôi rất là tuyệt vời. Đó. Rồi nhất là cái điều gì tuyệt vời nữa? Điều thứ 8 nha. Điều thứ 8 tóm tắt: ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Thì ngài Minh Tuệ thương người lắm nha quý vị. Thương người đi tới đâu cũng chúc mọi người vui vẻ, phải không? Chúc mọi người vui vẻ đi tới đâu cũng vậy. Ngài Minh Tuệ rất là thương người. Rồi cái cách dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức đó, là ngài Minh Tuệ làm được điều gì? Huynh đệ ơi, ngài Minh Tuệ dùng cái hạnh đó, ngài dùng cái hạnh để dìu dắt người ta đó. Mà cái hạnh gì? Cái hạnh là không tham, không sân, không si, không danh, không lợi, không tình. Và cái hạnh gì? Cái hạnh từ bi, cái hạnh bác ái, cái hạnh vị tha. Đó. Những cái hạnh đó mà ngài dìu dắt đó, nên ngài mới đi ra để cho ai có duyên thì thấy được mà tu hành. Đó là cách dìu dắt của ngài Minh Tuệ đó. Và quý vị có công nhận với tôi là bây giờ khắp nơi đã được Minh Tuệ dìu dắt không? Có không quý vị? Có chị. À đó. Nhưng mà rồi tôi cũng nói thêm, bên hòa hảo tôi cũng có dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức nha.
mà dìu dắt đã từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. Dìu dắt rất là lâu đó, nhưng mà người cư sĩ tại gia thì đôi lúc ít người biết đến thôi, nhưng mà dìu dắt bằng cách nào? Bằng cách chia sẻ Phật pháp, chia sẻ miếng cơm, chia sẻ manh áo, chia sẻ tình thương, chia sẻ đủ thứ hết, rồi dìu dắt trong con đường đạo đức. Thì cái đạo Phật giáo Hòa Hảo đã dũng mãnh từ lâu rồi chứ không phải mới đây, rồi bây giờ lại xuất hiện ngày Minh Tệ một cách quá tuyệt vời nữa. Vì vậy cho nên tôi kính trọng và tôi xin thưa với quý vị, nếu mà nói về cái hạnh tu của ngày Minh Tệ thì nó rất là tuyệt vời, mình không nhất thời không thể nói hết lời được, đúng không quý vị? Nếu quý vị công nhận cái lời Đệ Mai nói đúng thì xin cho một câu niệm Phật hoặc cho ý kiến nhé. Còn đức thầy của tôi cũng đã dạy tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rất nhiều rồi, thì ở đây cũng có người làm được và có người không làm được, chứ không phải là hoàn toàn. Thì bây giờ tôi cũng xin thưa với anh em huynh đệ Phật giáo Hòa Hảo của chúng tôi, có đôi khi mình kính trọng thầy mình quá, rồi cái mình sợ mình không dám khen ngày Minh Tệ, nói là khen đi á, rồi cái mình bị thầy quở, thầy gầy hoặc thầy giận. Tôi xin thưa thầy là ông Phật, thầy không có phàm phu như vậy nha, thầy không có phàm phu như vậy, thầy không có giận đâu, mà mình biết kính trọng ngày Minh Tệ và mình biết nhận được cái điều hay lẽ phải của ngày Minh Tệ, và hàng ngày mình thấy được cái ông này ông hành giới giống bên thầy mình nè, hay quá nè, tuyệt vời quá nè, mình về mình giữ giới theo thầy dạy mình 8 điều căn cấm đào và tất cả những điều thầy dạy trong cái kinh giảng giáo lý thầy để mình học nè. Đó, mình hành chưa tuyệt đối, còn ngày Minh Tệ đã hành tuyệt đối, thì mình cứ mạnh dạn mà khen, chứ không có cái gì mà sợ thầy quở, thầy rầy. Thầy là Phật, thầy không có phàm phu vậy đâu. Và cũng đừng sợ mất phần bên Phật giáo Hòa Hảo. Quý vị ơi, cái đường tu này là tùy duyên. Mấy anh em trước mặt tôi có tin tùy duyên không? Có không? Trả lời đi rồi tôi nói tiếp. Dĩ nhiên tin. Mà cái tùy duyên đó là tùy duyên gì? Giống như bây giờ ai có duyên với Phật giáo Hòa Hảo tự động ta theo Phật giáo Hòa Hảo, đúng không? Tu cách nào Phật dạy thì chúng ta làm theo. Phật tu cách nào đắc đạo dạy chúng ta thì chúng ta phải khá dân lời đó, thì chúng ta mới có, muốn được cái tâm Phật thì chúng ta phải có cái gì, phải không? Phải có từ, phải có bi, phải có hỷ, phải có xả. Mà nói thì ai cũng nói thao thao đó, mà quan trọng hành đó. Đúng rồi, bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Thì ngày Minh Tệ anh ta đang hành đó, hành đó, hành cái hạnh của Phật dạy đó, hành cái giới lực của nhà Phật đó một cách tuyệt đối luôn á. Tôi dùng cái từ một cách tuyệt đối đó, đó là do cảm nghĩ của tôi. Ai đồng tình xin cảm ơn, còn ai không đồng tình thì muốn ném gạch ném đá gì đó tôi cũng xin cúi đầu ghi nhận, nhưng mà tôi nghĩ sao thì tôi nói như vậy thôi đó. Rồi bây giờ quý vị có muốn hỏi thêm cái câu gì nữa không? Thì mời huynh đệ hỏi thêm đi. Kính thưa quý vị, thì nãy giờ mình cũng đã đem ra để chứng minh những gì mà ngày Minh Tệ hành và những gì căn cứ vô theo giáo lý thầy. Thì bây giờ tôi cũng xin nói thêm một chút này nữa để cho huynh đệ là đừng có nhầm lẫn hay là tung hô. Ví dụ bây giờ quý vị muốn tung hô đệ tí đó như thế nào là chuyện của quý vị, mà đừng có đem ra so sánh với ngày Minh Tuệ. Tôi thấy cái điều đó thì nó có cái gì đó nó sai sai. Tại vì nói là cái đệ tí này hơn ngày Minh Tuệ nữa, nhưng mà tôi chỉ chỉ thôi, chỉ cho huynh đệ thấy là đừng có nhầm lẫn cái kiểu đó. Tại vì theo tôi biết nha, nếu mà tôi chỉ ra thì giống như tôi đang nói lỗi người ta sao? Không, ở đây mà tôi chỉ là với cảm nghĩ của tôi là không nên so sánh như vậy. Tại vì sao không nên so sánh? Đạo pháp phải đi đúng thiền. Tại vì sao mà không nên so sánh ngài Minh Tuệ và đệ tí và đức thầy? Nói là đệ tí là đức thầy, tôi trở lại là tôi phản đối, tôi không đồng ý điều đó. Và cái thứ hai nữa, đem sánh nó là hơn ngày Minh Tệ. Theo tôi biết cả nhà, là tại vì mấy anh em YouTube á, nói thì động chạm, thấy là người ta sùng bái ngày Minh Tệ quá, người ta tôn trọng quá, thì muốn là xây dựng một cái hình ảnh nào đó để cho nó dữ dội lên, để cho mọi người sùng bái, để cho mọi người sùng bái và để được một cái điều lợi nhuận gì đó, thì tôi không có dám nói sâu hơn nha quý vị. Tôi né lời thôi, thì ai có làm điều đó thì tự hiểu đi. Nhưng mà quý vị ơi, cái được mà cộng đồng và được tất cả người dân, gọi là toàn thế giới năm châu bốn biển á, mà kính trọng á, là không phải do YouTube thổi phồng ngày Minh Tệ lên mà người ta kính trọng đâu. Mà ai cũng có trí, ai cũng có hai con mắt, ai cũng có lỗ tai để cảm nhận và nhìn, và ai cũng có cái tâm thấy được cái công năng tu tập của ngày Minh Tệ, thấy được cái hạnh đức của ngày Minh Tệ,
thì người ta mới kính trọng. Chứ tự nhiên mình đi xây dựng có một người nó gì đó nó lạ lạ mà cho là hơn sư Minh Tuệ để được là cộng đồng quan tâm và kính trọng, để được cái phần thắng với sư Minh Tuệ, thì tôi thấy chắc không có thành công đâu. Dẫu có thành công thì cũng một cái giai đoạn đầu thôi, nó không có bền. Tại vì thật là thật mà giả là giả nha. Ngài Minh Tuệ người ta được mọi người kính trọng là do cái hạnh tu của người ta đó, cái hạnh tu của người ta mà cả thế giới năm châu ai đều cũng thấy, nên Đệ Mai không cần phải chỉ ra đâu. Chỉ ra là phân bua với Đệ Tý đó làm chi đâu, mọi người thấy hết mà, mọi người cũng nhìn bằng hai cặp con mắt, Đệ Mai cũng nhìn bằng hai con mắt. Cho nên để tôi không phân bua ra là Ngài Minh Tuệ hơn Đệ Tý cái gì rồi sao sao, nhưng mà tôi nói là mình đừng có nói là Ngài Minh Tuệ Đệ Tý hơn cái hạnh Ngài Minh Tuệ, thì coi chừng mình nói nó sai sai rồi đó. À, và mình đừng có xây dựng một cái hình ảnh bằng cái ảo giác như vậy. Ngài Minh Tuệ người ta hành đạo vất vả như thế nào, và tất cả mọi trái tim người ta chặn vô từng trái tim khi nhìn thấy Ngài Minh Tuệ, người ta yêu thương, trong đó có tôi đó. Còn Đệ Tý thì tôi nhìn tôi thấy đâu có cái gì hơn Ngài Minh Tuệ đâu. Mà quý vị có quyền sùng bái là chuyện của quý vị, đừng đem ra so sánh với Ngài Minh Tuệ. Và tôi xin một điều, cũng đừng có nói là Đức Thầy. Tôi chỉ trở lại, tôi chỉ nói bấy nhiêu lời đó thôi. À, mong huynh đệ cộng đồng và các anh em YouTube thổi phòng đó nên suy xét lại cho kỹ đi nha, chứ đừng có đem so sánh hơn thua gì trơn á. Và hơn nữa là nếu Đệ Tý có duyên, tự động người ta sẽ yêu mến Đệ Tý, người ta sẽ theo Đệ Tý để tu hành, không cần nói hơn Ngài Minh Tuệ hay thua Ngài Minh Tuệ gì hết đó. Đạo pháp là tùy duyên, và Ngài Minh Tuệ cũng không có tranh giành với ai đâu, nên khỏi ai phải đi ra tranh giành với Ngài Minh Tuệ. Đó là tôi có đôi lời để đề cập tới cái Ngài Minh Tuệ, do anh em YouTube hiện nay thổi phồng quá rồi, đó là do xin của tôi. Còn ai có sùng bái mà không thích lời tôi nói thì có quyền ném đá tôi, ném gạch tôi xin cảm ơn. Và cái thứ hai nữa, tôi có nghe một cái vị sư mà lên clip nói dữ dội lắm nha, nói xài xẻ Ngài Minh Tuệ nhiều lắm đó. Hình như tôi nhớ không lầm là cái sư đó là Thích Minh Đạo gì đó, cái ông Minh Đạo mà ổng xưng ổng là nửa tăng nửa tục đó quý vị. Thì tôi không biết ông nửa tăng nửa tục như thế nào mà ổng tự xưng ổng là Minh Sư. Ổng cho Ngài Minh Tuệ hành như vậy là không đúng pháp, là sai pháp. À, nên là ổng nhắn lại với tất cả những người đã từng gặp sư Minh Tuệ, hãy tìm đến ổng đi để mà ổng dạy cho tu nó đúng pháp, để nó giải thoát. Thì tôi xin thưa, nếu quý vị nghĩ sao không biết nha, nhưng tôi xin thưa là một vị phàm tăng mà đòi đi dạy dỗ thánh tăng đó quý vị, theo cảm nghĩ của tôi là như vậy. Và ông ấy nói rằng Ngài Minh Tuệ hành không đúng pháp, và ổng còn nói rằng tất cả mọi người theo Minh Tuệ có thành Phật chưa, vậy chứ ổng nói ông tu chánh pháp vậy ổng thành Phật chưa. Xét người cho tột, xét thân ta, nếu người gỗ phận vui lòng thứ ta, thứ được người thứ ta. Ổng bắt lỗi Ngài Minh Tuệ, vậy ổng thành Phật chưa. Nhưng mà theo tôi thấy thì Ngài Minh Tuệ đâu có tham sân si, mà ổng thì quá tham sân si đấy, mà ổng cho là ổng là Minh Sư, ổng tu chánh pháp, ổng tự hô hào, ổng kêu Ngài Minh Tuệ phải gặp ổng để ổng dạy dỗ. Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết ổng nói ổng có suy nghĩ không ta. Ổng đắc chưa mà ổng đi bắt lỗi người ta. Và ổng chê Ngài Minh Tuệ là người ích kỷ, không độ được ai. Ủa vậy ổng độ được ai chưa ta? Thấy không? Ổng độ được ai chưa ta? Và cái thứ hai nữa, ổng nói Ngài Minh Tuệ không độ được ai, vậy sao cả thế giới này giờ người ta muốn theo tu ổng hết trơn rồi, tu theo Ngài Minh Tuệ hết trơn rồi. Cái độ là gì? Độ là mình đi dùng cái hạnh của mình để mình làm cái mẫu, mình làm tấm gương, thì ai thấy được tu theo là độ, chứ không có gì. Thì tất cả mọi người đã thấy được Ngài Minh Tuệ đó thì người ta theo. Còn cái vị Minh Đạo gì đó tôi không biết ông bản lĩnh thế nào thì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy cái cách chia sẻ của ông thì hình như nó bị sai sai rồi đó. Tại vì cái giáo lý thầy hay là giáo lý bên nhà Phật gì đó, đúng ra là tôi không có động chạm đến cái tên đích danh thẳng Ngài Minh Đạo này đâu, nhưng mà tại sao hôm nay tôi đụng thẳng đích danh luôn. Dầu ai có binh vực Ngài ấy chửi tôi chấp nhận, tại vì Ngài đã từng đụng chạm đến Đức Quyền Giáo Chủ của tôi, mà tôi cũng đã cho qua. Lúc đó tôi đã tình cờ nghe là ông lên ông xài xẻ Ngài Đức Quyền Giáo Chủ của tôi nhiều lắm. Đức Thầy tôn kính của Đạo Phật giáo của tôi, mà Đạo Phật giáo của họ cũng là một tôn giáo lớn mà. Ông lấy cái tư cách gì, lấy cái quyền gì mà ông xúc phạm một cách quá nặng nề. Ông cho rằng thầy tôi là không có đủ tiêu chuẩn để làm Phật, là một cư sĩ tại gia, một người học lớn, một người chưa được bằng cấp, và một người đi học lớn kinh Phật, bắt chước, rồi ăn cắp gì Ngài sĩ giả vô cùng nặng. Lúc đó tôi nghe tôi cũng hơi đau lòng nghe quý vị.
Nhưng mà tôi nhớ lại lời thầy của tôi dặn. Ngày xưa có một cái mẫu chuyện là có một cô gái á, là kêu thầy tôi á, là bằng bằng anh. Thì có tín đồ bên bên thầy á, tôi nghe mẫu chuyện bên thầy kể lại á, là giận lắm, định lại để dạy dỗ cho cô gái này một bài học. Nhưng mà thầy tôi mới nhắc nhở nhẹ nhàng: "Ông ơi, thầy của ông thì ông trọng, đâu phải thầy người ta đâu mà muốn người ta trọng." Thế là tôi nhớ được cái câu nói đó. Thì tôi nghe cái ngày Minh Đạo nói liên thiên gì thầy tôi mắng nhiếc vô cùng, thì tôi hạ cái cơn là kích động lại liền. Tôi không có thấy tức, và tôi chỉ nói một lần là Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài Minh Đạo ơi, ngài nói rồi, cái quả ngài sẽ lãnh. Tại vì quý vị ơi, ở thế gian này nếu ai học Phật đều tin nhân quả. Nhưng cái nhân quả không phải là dành riêng cho người tu không đâu nghe Thái. Tại vì lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt ngoài. Chẳng lọt là không có thoát, phải không? Có thoát có nghĩa là ai trong cái lưới trời này đều có nhân quả. Người tu người không tu đều có nhân quả. Mà nhân là gì và quả là gì? Nhân là mình gieo mà quả là chỗ ra. Đừng nghe cái tiếng quả rồi sợ. Thí dụ như em chị trồng cái nhân lành thì nó ra cái quả ngọt, mà em trồng cái nhân xấu nó sẽ ra cái quả xấu. Cho nên đừng nghĩ rằng người tu mới có nhân quả, rồi mình muốn nói gì nói mình bừa bãi. Nhân quả không dành riêng cho người tu, mà nhân quả nó dành cho tất cả nhân loại chúng sanh. Nó là một quy luật đó tỷ nguyên. Đó, cho nên có người nói đi, ông tu ông sợ, tôi không tu tôi không sợ, nhưng mà nhân quả nó không có chạy đi đâu hết á. Mình gieo thì mình lãnh. Còn hơn nữa, cái ngày Minh Đạo đó là đã tự vỗ ngực xưng tên mình là chân tu chân gì đó không biết nữa. Nhưng mà có hiểu cái nghĩa của chữ chân không? Chân là gì? Chân là không vướng mắc. Mà ông nói còn nửa tăng nửa tục ở đây nè, mà ông chân chỗ nào đâu mà ông nói ông chân, đúng không? Tôi căn cứ thực tế để tôi chỉ thôi, chỉ sương sương thôi nha, chứ không dám nói sâu, nói sâu sợ động chạm đó. Nhưng mà thuốc đắng thì đã tật lời thật nó dễ mất lòng. Mà ông cho là ông chân, cái từ chân tu là người ta, cái chữ chân là nó không có vướng mắc mới gọi là chân đó, mà ông tự xưng vậy. Còn cái từ minh sư, hồi ấy ông nói chữ mà ông không hiểu nghĩa, ông thông quá nhưng mà cuối cùng á khôn quá sức và tồn lại ngu. Lại tại vì ông xưng ông minh sư, mà cái minh của ông nằm đâu, có ai thấy được cái minh của ông ấy không? Nếu minh là không còn sân si như vậy, minh là người ta nói những cái điều nó rất là thiền lành, minh là sáng suốt đó quý vị. Cái chữ minh là sáng suốt đó nha, minh là sáng suốt. Mà cái minh của ông gì đi lên mạng mà không riêng là ngày Minh Tể được thầy tôi đâu, cái thấy chuyện gì ông ấy cũng khen kinh vô, ông cũng chửi bới một cách rất là sôi nổi luôn đó. Gọi là ông chửi một cách hùng hồn luôn, ông chửi một cách rất là tự do luôn. Nhiều khi tôi lướt qua tôi thấy tôi hết hồn luôn, tôi nói Nam Mô A Di Đà Phật. Thì minh ở đâu? Cái minh này hình như là ông bị hiểu 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 lộn rồi đó, mà là vô minh chứ không phải là minh sư. Đi vô minh mới còn mắng nhiếc người ta, chứ cái người minh mẫn sáng suốt người ta không dám đâu quý vị ơi. Dù người đó có lỗi người ta cũng không dám động vô nữa, tại vì chư tổ có dạy rằng người lỗi ta không lỗi, ta lỗi bởi chê bai. Còn đức thầy tôn kính của chúng tôi là chuyện người chớ mốc chớ môi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình, hoặc giả là trách lầm mang nghiệp vào thân, chỉnh ê dây giác mà thánh thần chết đi. Không bao giờ ai dám nói lỗi ai hay chửi mắng ai một cách hùng hồn như vậy. Huống chi là tôi thấy cái ngày Minh Đạo này là xúc phạm bậc chân tu không, hoặc là Phật thánh tiên lâm phạm xuống thế không, quá gan. Nhất là đức thầy của tôi mà ông ấy xúc phạm không thương tiếc, rồi bây giờ cả tới ngày Minh Tệ nữa. Cho nên hôm nay tôi mới sẵn cái duyên lần này tôi lên tiếng. Thì nếu anh em huynh đệ cộng đồng nào cùng với một cái tư tưởng của Mai Qua Sen thì chúng ta đồng niệm Phật và ủng hộ kênh. Còn nếu như không đồng tình, cho tôi á, là bà ba gì đó, bà Bao Phi đó, là nói tôi nói dốc, tôi đâu có nói gì đâu mà dốc. Xin thưa, tôi cúi đầu lãnh giáo. Nhưng mà tôi nếu có duyên thì tôi có đôi lời nói như vậy. Cảm Thì ơn thôi, thầy. trước khi mà dứt lời, cũng kính chúc quý ông bà cô bác và chư huynh đệ gần xa trong nước và nước, trên cộng đồng được thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành và được hưởng trọn phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Và cũng xin quý vị hoan hỷ. Ông bà xưa có câu đa ngôn thì loạn ngữ, trong khi đệ mai trao đổi nãy giờ nếu có điều chi kém khuyết hay còn sơ sức, ngưỡng mong toàn thể quý vị hoan hỷ và nhắc nhở. Đệ mai xin cúi đầu lãnh giáo. Nam mô A Di Đà Phật.